Cảnh báo 3 kiểu ngủ trưa tự sát cơ thể của bạn. Bạn thân mến, như bạn ngủ trưa mà rơi vào 3 tư thế này, hãy thay đổi ngay trước khi quá trễ. Thứ nhất, ngủ gục trên bàn. Tư thế này vô cùng nguy hiểm vì tư thế này làm gia tăng thêm áp lực vào vùng cổ, vai, đặc biệt là vùng tim, phổi và dạ dày của bạn. Nên khi bạn ngủ xong giấc ngủ này, bạn tỉnh giấc sẽ thấy đau đầu, hoa mắt, chóng mặt và đó là những biểu hiện không tốt cho tư thế ngủ vô cùng nguy hại này. Nếu như bạn ngủ lâu với tư thế ngồi ngủ gục sẽ khiến cho các đốt sống vùng cổ, lưng và xung quanh cột sống của bạn sẽ bị cong, vẹo và lệch. Và điều nguy hiểm nhất đó chính là máu huyết không được lưu thông. Thứ hai, ngủ quá 30 phút. Khi bạn ngủ quá thời gian 30 phút, bạn sẽ thấy thức giấc với tâm trạng uể oải, mệt mỏi và nhiều khi chưa sẵn sàng với công việc đang còn dang dở lúc buổi sáng. Và có thể một vài dấu hiệu như đau đầu, chóng mặt sẽ xuất hiện và đó chính là những cái dấu hiệu khiến cho bạn sa sút về trí tuệ và cảm thấy mệt mỏi về tinh thần. Nên hãy tránh xa giấc ngủ buổi trưa quá lâu bởi vì nó sẽ khiến bạn rơi vào trạng thái ngủ sâu giấc. Và thứ ba, đó chính là việc bạn ngủ trưa quá trễ. Nhiều người có thói quen làm việc quá thời gian trưa khoảng đến 1-2 giờ chiều rồi ăn trưa vào giờ đó, sau đó 3-4 giờ chiều mới bắt đầu vào giấc ngủ trưa. Và khi mà mình ngủ vào cái giờ đó thì nó sẽ làm cho mình rối loạn cái đồng hồ sinh học trong cơ thể của bạn. Nếu bạn thấy video này hay và hữu ích, hãy lưu nó lại, chia sẻ với những người xung quanh và hãy nhớ follow Tuệ Giang để nhận được các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.